Từ trước đến nay ai cũng biết rằng mua hàng online là trò hên xui nhất trên đời này. Bởi tỷ lệ mua được đồ đồng tình và gặp thảm họa luôn nhau, tất cả phụ thuộc vào độ may mắn của người mua và sự có tâm của người bán. Không những thế, tình huống này có thể xảy ra với bất kỳ ai, cả người bình kém cỏi lẫn những nhân vật có chút tiếng tăm. Mới đây nhất chính là One Mom triệu follower Thanh Trần. Chuyện là bà mẹ hai con đã đặt mua chiếc khăn choàng tre cho con Ti ở tận Hà Nội. Cô cũng không quên nhắc chủ shop rằng mình muốn mua màu xám đám mây. Ừ thì chủ shop cũng note bên ngoài đơn là xám đám mây. Đáng tiếc, đời lại không như là mơ. Thanh Trần đặt mua một chiếc khăn cho con bú nhiều màu ở tận Hà Nội xa xôi. Không rõ ràng số tiền là bao nhiêu nhưng chủ shop cũng tỏ ra rất cẩn thận khi note bên ngoài hóa đơn rằng đó là màu xám đám mây. Nhưng ngay khi chưa mở gói đồ thì bà mẹ trẻ cũng đã đấy lên nghi hoặc bởi ở mặt sau, hình những chú bò thực ra là cừu, in hằng lên túi ni lông. Họa tiết này và màu xám đám mây có vẻ không được ăn nhập với nhau lắm. Và đúng như nghi ngờ, thứ mà Thanh Trần thu được là một chiếc khăn choàng màu hồng mộng mơ, chẳng hề có màu xám đám mây nào ở đây cả. Nhưng bên cạnh những chú cừu cũng có một vài đám mây. Xem như được ăn uống một chút vậy. Khó chịu thật nhưng mà cũng may mắn là chỉ khác về màu sắc thôi chứ không phải mua một đằng, nhận hàng một nẻo. Kể ra thì đây cũng là một trong những ca mua hàng online đỡ thảm họa nhất rồi.